Tin trong tỉnh Đồng Nai, thưa quý vị, sáng nay chi bộ 3 thuộc Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên. Tham dự có các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bùi Quang Huy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Viên Hồng Tiến, Bí thư Đảng ủy chính Văn phòng Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Yên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, hiện đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ 3, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Bí thư Đảng ủy Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Viên Hồng Tiến chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thanh Yên vinh dự được nhận danh hiệu cao quý người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình công tác, đồng chí Yên đã trải qua nhiều cương vị, có quá trình cống hiến, phấn đấu nỗ lực trong công việc. Mong rằng đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên cùng tập thể Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Với vinh dự được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Yên hứa sẽ tiếp tục rèn luyện hơn nữa để luôn xứng đáng là người trong tổ chức Đảng, mãi mãi giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống của người đảng viên Đảng Cộng sản.